Sáng nay tại Văn Miếu Xích Đằng, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến tổ chức triển lãm thư pháp, hát ca trù và trò chữ đầu xuân. Hoạt động trên được tổ chức mỗi khi Tết đến xuân về nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Tham gia triển lãm có câu lạc bộ Hán Nôm, huyện Văn Lâm, đội ca trù thôn Đầu Đặng, xã Trung Nghĩa cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân. Tại triển lãm, hoạt động xin cho chữ đầu xuân cùng các tiết mục hát ca trù diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách tham gia. Triển lãm thư pháp cho chữ đầu xuân diễn ra đến hết ngày mùng 5 Tết. Cùng ngày, tại Văn Miếu Xích Đằng đã diễn ra lễ trao giải cho 122 em học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2022-2023 ở các bộ môn văn, sử, địa, toán, lý, hóa, tiếng Anh. Phần thưởng trên là nguồn động viên nhằm động viên khích lệ các em chăm chỉ rèn đức luyện tài và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc.